Rồi Yến tiếp lại lần nữa nè. Yến còn vay lần 10 cho quên phải nhớ 25 tháng 12. Rồi mời em. Ờ em bắt nhịp cho mọi người. Vâng. 3 2 1. Người ta quên phải nhớ 25 tháng 12. Thưa tất cả quý vị, thay mặt cho chương trình thực hiện chương trình, cho phép đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị đã cùng đến đây buổi showcase của người cần quên phải nhớ. Hy vọng rằng những món quà mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị cũng như là lời cảm ơn đến với tất cả sự đồng hành của quý vị trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn nhau trong một buổi ăn mừng thành công của người cần quên phải nhớ. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin chúc cho ekip của chúng ta sẽ đạt được những thành công cùng người cần quên phải nhớ. Xin cảm ơn. Chơi đây anh ơi.
Để đương kim hoa hậu ông đẹp trai cao không phải đương kim mà là cậu kiểu hoa hậu cậu nam vương đấu được thật. Alo chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu sau một phút nữa. Và chúc tất cả quý vị, chúng ta sẽ có một cái phần mở đầu hết sức thú vị. Do đó chúng tôi sẽ mời tất cả quý vị một lần nữa chúng ta vui lòng ổn định vị trí của mình để đến một cái món quà nữa dành cho các anh chị, vì các anh chị ở đây đã sắp xếp thời gian đến với mọi người rồi, nhưng mà ở cái lần này thì cho phép Đạo Duy xin được mời quý vị vui lòng là chúng ta sẽ không ghi hình nữa, không livestream nữa, để đảm bảo những khoảnh khắc này là chỉ riêng chúng ta biết với nhau thôi. Mọi người có đồng ý không ạ? Bây giờ nói về chuyện tình yêu, không lẽ cặp đôi này yêu nhau ngọt ngào tới như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có những cái trục trặc nó xảy ra, nó sẽ có những cái câu chuyện mà cần phải được hỗ trợ, giúp đỡ hoặc giải cứu. Thì bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiếp tục một cái khoảnh khắc tiếp theo về cặp đôi này quý vị nha. Xin mời. Đây, xin mời. Một. Đây, Yến tiếp lại lần nữa nè. Cô vay luôn người cho quên phải nhớ 25 tháng 12 rồi mời em. Em bắt nhịp cho mọi người. Vâng, 3, 2, 1.
tất cả quý vị đã cùng đến đây buổi showcase của Người Đừng Quên Phải Nhớ. Hy vọng rằng những món quà mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị cũng như là lời cảm ơn đến với tất cả sự đồng hành của quý vị trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hẹn nhau trong một buổi ăn mừng thành công của Người Đừng Quên Phải Nhớ một lần nữa. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và xin chúc cho ekip của chúng ta sẽ đạt được những thành công cùng Người Cần Quên Phải Nhớ. Xin cảm ơn. Hết rồi, giận rồi. Đâu quay anh em mình chụp được.